không có gạo rồi đối đế gì lắm cô mới dám mượn, chứ còn không tiền là cô không dám mượn. À, tiền là không dám mượn ha. Mình mượn mình không có tiền mình trả người ta. Dạ. Có thì ăn, có thì thôi. Dạ. Còn gạo thì đói quá thì phải hỏi gặn đoạn, không có chồng con, không có con cái gì cho người bệnh bữa ăn xuống không ai lo. Thì con cháu thì nó thương mình, nó cho ăn bữa nay, ngày mai nó không cho ăn cũng biết được. Dạ. Cho ăn lúc nào thì ấy lúc nấy. Đúng rồi, người ta có dư hôm nào người ta gặp mình đó cho bữa đó. Những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, Nghĩa mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Thưa quý ông bà cô chú anh chị, hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại tỉnh Sóc Trăng và đồng hành với Nghĩa ngày hôm nay là chú Hai đây cô chú anh chị. Thì chú Hai cũng có một kênh YouTube là kênh gì chú Hai? Hai Mùng Vlog. Là kênh Hai Mùng Vlog, cũng là đồng hành với Nghĩa cũng rất là nhiều hoàn cảnh quê hương Sóc Trăng đây cô chú anh chị. Cô chú anh chị giờ xem ủng hộ chú Hai nha. Giờ đặc biệt hôm nay thì chú Hai dẫn con đến hoàn cảnh của một bà cụ sống ở sau nhà này chú ha. Hoàn cảnh bà cụ như nào cô chú kể con nghe đi chú. Chị này thì chỉ 71 tuổi. Dạ. Dạ, chú kêu chị đi. Dạ. Vì lớn hơn chú là cũng có mấy tuổi à. Dạ. Rồi chị sống có mình nên là chồng chị chết rồi, chị sống có một mình à. Dạ. Thì cũng ở đây ở Sóc Trăng này đó nghe chú cũng gần lắm. Dạ. Thì vậy là con coi có giúp được chị á thì con vô đặng cô hoàn cảnh giúp giùm chị, thì cũng nghe nói cũng chuẩn bệnh á. Dạ, cũng bệnh hả chú ha. Dạ. Dạ. À, con mời quý ông bà cô chú anh chị cùng vô bên trong để tiếp tục video ngày hôm nay. Thì hình ảnh một bà cô đi chú ha, bà cô chứ bà cụ quá già quá. Cô đi, con kêu cô đi, chờ chú đi chị. Dạ. Chị ơi. Chị mặn gì đó? Ủa, đây, cô nấu ở trong đây ha chú? Ờ, chị nấu trong đây. Nấu cơm đồ ra trong này đó. Khó dữ vậy cô. Vô ngày nào cô cũng vô đây cô nấu vậy chăng hả? Ừ, bữa nào cũng nấu đây chăng cô ơi. Cho con ngồi con trò chuyện với cô nghe. Được chú Hai giới thiệu con tới đây đó. Thì hôm nay con đến đây con thăm cô. Trời ơi, mùa mưa sao cô nấu được cô? Nấu cũng được chú ơi. Mùa mưa nấu cũng được hả? Ừ. Rồi con thấy nhúm gì không có cháy hết. Rồi cô ơi, cô thứ mấy thưa cô? Dạ cô thứ ba chú ơi. Cô ba ha. Ừ. Cô ba năm nay nhiêu tuổi rồi cô ba? Năm 51 tuổi, 71 tuổi. Dạ, năm nay 71 tuổi. Cô đang nấu gì đó? Nấu nước nấu hả? Nấu nước uống chú ơi. Dạ. Là cô ba ở trong nhà này với ai cô ba? Ở với chồng, mà chồng qua đời rồi giờ ở sống mình nên. Dạ, chú là qua đời rồi, chú qua đời lâu chưa cô? Qua đời năm nay 21 năm rồi chú ơi. Dạ, rồi ngày trước cô với chú làm công việc gì cô ơi, cô ba? Thì cũng đi bằng mướn, mà bằng thuê người ta sống nữa. Dạ, đi làm mướn, cũng như ai kêu gì mình làm nấy. Ai kêu gì mình nấy. Dạ. Rồi chú bị bệnh mất hay sao cô? Ông bị bệnh cũng cả năm trời ông mới mất. Dạ. Rồi khi mà chú mất rồi thì cô công việc của cô làm gì nữa cũng cô? Cũng đi tiếp tục đi mần mướn với đi móc lúa, móc này sống qua ngày. Dạ. Là khi mà chú mất rồi thì cô cũng tiếp tục đi làm mướn nữa. Dạ. Rồi đi móc lúa. Là đi ra ruộng người ta rồi người ta thu hoạch xong rồi mình thu hoạch xong rồi mình đi lụm bông lúa. Dạ, một ngày vậy nhiều không cô? Chứ cũng cả táo lúa vậy đó. Cái táo là cái thùng thùng táo mình á. Là 20 kg vậy cô ha, phải không cô? Rồi. Dạ thì hồi nhỏ mà con nhà bán cha bán lúa hay có cái táo gọi là cái táo là 20 kg chú Hai. 21 kg gì á. Dạ. Ê, 21 kg đó mình là dư cái gì á. Là cái táo người ta có cây người ta gạt ngang vậy nè. Đó, đó phải rồi, đúng rồi. Là 20-21 kg mà ăn thua cái người gạt nữa. 21 lít. Đó, tôi bắn dạ đó. Là cô đi móc lúa như vậy đó, rồi ngoài công việc móc lúa ra cô làm gì nữa cô?
thì anh ta mướn bằng gì mình bằng nấy, mình mừng mướn mà. Dạ. Bằng đi đi mà rửa chén. Dạ. Bán quán. Dạ. Là con là quê cô là ở đây luôn hả cô ba? Quê cô ở bên bên Cái Chầu á, nó rồi không có đất đai mới gì còn sống đó mới về bên đây ở đậu bên đây. Là đất này cô ở đậu hả? Ở đậu. À cái nhà là trời, cô nấu gì mỗi ngày ra đây củi khô đã đỡ củi ướt cái khói nó ngập quá trời luôn cô. Nói mua cái lò mà không có đi nổi nữa đó, bệnh dạ. Quá hết đi không nổi. Dạ. Bể cái lò mưa xuống nó bể mày anh ơi. Là trước mình có cái lò ở đây mà nó bể rồi. Có cái lò. Bây giờ là kê mấy cục gạch vậy nấu vậy đó. Nấu đã. Mà mỗi lần nấu con thấy con nấu lâu lắm á. Lâu thì gán cái bi sao giờ. Dạ. Mấy nhỏ nó cũng có không ra mượn nó được. Nó đang mà ở nhà nó dưới. Là hồi xưa giờ cái trái mình nó thấp chủng vậy hả cô? Chủng vậy. Mấy lần mạnh giỏi còn làm nổi, giờ mặn hết muốn nổi. Bệnh quá rồi hết mặn nổi luôn. Khó quá trời cô bà ơi. Thôi bệnh này khó quá. Là cô nói là mỗi lần cô còn làm nổi, bây giờ cô làm không nổi là cô trong mình cô không khỏe hả? Không khỏe, nó bệnh hoài, nó ho, rồi nó mệt. Dạ. Bây giờ chừng 10 bữa nay nó sưng mình mẩy hết trơn luôn. 10 bữa nay, gần 10 bữa nay là nó sưng mình, còn hồi trước là ho mệt cô ha. Mệt. Rồi trong cái khoảng thời gian mà cô không khỏe vậy đó, rồi cô có đi làm gì được cho người ta nữa không? Làm đâu có nổi nữa chú ơi, nghỉ mần luôn tới giờ. Là lâu chưa cô? Cả năm nay rồi. Ồ, cả năm rồi, như vậy là con hỏi cô lần nữa nha. Ừ. Bây giờ đất này là cô ở đậu nhà người ta nè, ở đất người ta nè. Rồi cô không có ruộng vườn, không có gì hết. Không có ruộng vườn gì. Rồi trong một năm nay là cô bệnh cô không đi làm. Ừ. Như vậy trong một năm nay cái tiền để mình xây hàng tháng hàng ngày sao cô? Cũng bà con ta giúp đỡ cho người chút tỉnh, cho gạo. Dạ. Cho mắm nước tương. Cái đường bột ngọt. À, là trong một năm nay là nhờ láng giềng hàng xóm hôm nay kia không? Người ta cho mình cái gì thì ăn cái đó. Đúng rồi. Rồi có khi nào mà người ta cho mà con ví dụ nha. Ừ. Cái là ngày đó hết gạo mà không ai cho không con? Cũng có khi không có nữa. Thì mình đi mượn. À. Mượn rồi mình có mình trả lại. Dạ. Là một năm như vậy rồi đó. Đúng không cô? Đúng rồi. Một năm không có làm được gì hết. Rồi trong một năm là phải sống nương nhờ hàng xóm. Rồi có gì bà con người ta. Dạ. Nhưng mà cũng con xin thưa với cô, mình không thể mãi như vậy được cô ha. Đúng rồi. Người cô bệnh, cô nói cô bệnh vậy là 10 ngày nay là nó sưng giò. Sưng giò, sưng bụng. Rồi cô có định đi khám gì không? Đi khám mà không có tiền chú ơi. Cái đó là mình đi khám sao cô ha? Đi khám đông quá. À đi khám cho coi biết cái bệnh gì mà bệnh mình... Bệnh gì đó mình chị. Dạ, cái bệnh gì đang kiếm thuốc kiếm thang đầu này kia đang lo rồi chị. Sưng giò thì nó nguy hiểm lắm cô, có thể bệnh thận bệnh này kia nó cũng có... Trời con chuột. Trời ơi dữ lắm chuột nữa. Nóng quá cô chú anh chị ơi. Sao cô ngồi gì sao cô chịu nổi? Thì gắng chịu chứ biết sao giờ. Rồi hàng ngày cô nấu cái gì vậy đây cô ba? Nấu cơm, nước, kho cá. Ví dụ như sáng cô bắt nồi cơm đây. Ừ. Rồi cơm chín xong rồi cô mới vô kho cá đây. Ừ. Cô chú anh chị ngồi đây mà ngộp muốn chết luôn. Nó thấp quá cô ơi, cái này phải như thế nào cô làm lại như thế nào chứ. Có để khi nào mượn mấy đứa cháu khơ không mượn nó làm giùm. Bây giờ nó chưa khơ không, không dám mượn nó. Mình mượn ta mà đâu có phải dễ mượn đâu. Dạ thì lúc nào người ta rảnh nó mới phụ mình được cô ha. Người ta còn chuyện người ta thì người ta mang cái nhà người ta để đâu có không. Chết. Cái này nó vừa ẩm thấp, nó vừa không có thoáng không khí cho nên nó trái nó cũng khó nữa.
Thấy khó hơn cái mày cái lò. Dạ. Con chờ cô nấu xong rồi, rồi vô nhà cô cháu mình trò chuyện nữa cô ha. À. Dạ, trời ơi quá trời cô chú anh chị ơi. Thôi. Mệt vô chú anh chị, gói cô cái này nó thấp chủng là nó thấp chủng rồi, khi mà cô nấu cái gì đó thì ngồi ở trong đó khói nó quanh quẩn ở trong đó. Không có hỏi được gì cô luôn á, mà nó mệt. Mà cái này con không biết mùa mưa sao cô nấu được đó, trên này mưa nó xuống. Này mưa nó xuống rồi củi vậy với cước này nó khói dữ lắm luôn. Cái này mưa chụm có không được con nghĩa ơi. Dạ. Nắng này chị chụm được cái rồi. Ngày mưa này chắc chị chụm có không được đâu. Có chút xíu à. Cái này còn nhỏ hơn cái chòi mà ta cắt ngoài ruộng nữa. Dạ. Rồi cô ơi, rồi nước rồi này cô xài sao cô? Nước có điện đó chú, nhờ người ta. À, nước mình kéo bơm về hả cô? Bơm. Nước bơm về. Trời ơi cho nước cây mà của ta, nhờ người ta nữa đó. Dạ, là nhờ nước cây của người ta rồi bơm cô sắp về hả sao? Đâu có, mình có cái cây nước đó. À, cái này đây ha. Ừ. Dạ, cái ống nước là kéo qua cho mình nè. Kéo qua cho mình, mình đóng cái tháng, mình đóng tiền. Dạ. Cô có lụm dưa chai nữa hả? Có chai thì cũng lụm. À, đi lụm dưa chai đây ha. Giờ lụm gì ra tiền cũng về. Dạ, thì cũng như chai, rồi lon bia, rồi này, lồng giấy đâu này kia lụm về để dành lâu lâu mình bán kiếm tiền. Kiếm tiền. Dạ. Thôi cô nấu đi nghe, chút vô đây con chào chuyện cô nha. Quá trời khói của chú anh chị ơi. Bây giờ chờ cô nấu rồi nè. Ủa cô, cho trong nước có cái lá gì con? Cái lá thuốc ai? Mình nấu lá thuốc mình uống hả con? Con gửi lại cô cái này đi, nãy trong con sợ trái cái mít con luôn á. Rồi. Lá thuốc nam hả chị? Đủ quá trời. Đi con, đưa con, đưa con. Thuốc nam. Không có cứu ơi, cô ơi. Ủa sao cô, là cô nấu bằng cái nồi đó vậy không hả? Nấu bằng cái nồi. Trời ơi. Nhưng có cái ấm rồi cô chế vô nó tiện hơn. Nó tiện hơn. Dạ. Rồi ngồi trong đó con còn mệt cũng chết luôn. Cô rồi cô ngủ ở đâu? Ngủ ở giường ở trong này. Cô dẫn chú con đi đi cho ông bà cô chú xem ha. Ồ bên đây con thấy nó trống lỏng hết trơn nè cô. Là con mình ngủ ở đây cô hả? Ngủ ở đó. Rồi tối ra mưa thì ngồi. Dạ. Mưa tạt là ngồi hả? Tạt ngồi. Rồi những cái mùa mưa con, ví dụ như mưa, như lúc mưa dầm mưa ngày nào cũng mưa cho người sao cô ngồi vậy? Cũng phải chịu thôi, tới nào tạnh mưa thì ngủ. Tạnh mưa ngủ. Dạ. Còn mùa gió chứa nha, tạt dữ lắm hả chị? Tạt. Dạ. Còn như là quần áo đồ này kia thì mình Tết mình sắm hay sao cô? Người ta cho, người ta thấy mình khổ người ta cho. À, người ta thấy mình khổ người ta cho ha. Còn mưa thì chưa, ở đây con thấy qua nhà cô nè, bên đây cô có che cao su nữa hả? Không. Nhưng mà nó tạt bên đây tạt qua. Tạt đây qua qua. Tạt qua thì nó ướt tới đây thì mình ngồi vậy chứ mình ngủ không được, tại vì cũng mưa lạnh cô ha. Đúng rồi. Thôi cô lên võng cô ngồi đi, con thấy cô cũng mệt rồi. À, cô, con xin lỗi cô nha. Ừ. Cô nãy cô nói cô nấu nước mà không có cái ấm là mình không có mua hay sao cô? Không có tiền mua chú ơi. Rồi nấu bằng cái nồi vậy đó. Nấu bằng cái nồi. Rồi đổ ra cái ca. Đổ ra cái ca. Rồi mới đem vô ấy, mình thấy trời nó đổ có ngày phỏng cô chết luôn. Cô mệt lắm hả? Mệt. Dạ. Con trò chuyện cô một chút nghe. Ừ. Nãy ở trong đó ngọt quá à, con không có hỏi cô hết được. Để mà cho quý ông bà cô chú anh chị kênh con hiểu hết cái biết hết cái cuộc sống của cô như thế nào. Giờ cô kể lại cho con nghe đi, cái ngày mà ngày xưa đó mà khi mà cô chưa gặp chú á, là cô làm công việc gì cô? Lúc đó còn nhỏ chưa có biết mần, tới sau này có chồng rồi mới hai đứa mới đi mần mướn người ta. Dạ. Yeah. Mần mướn thời gian rồi cũng đi tới lui rồi ta mướn cái gì mạnh ấy. Dạ. Yeah. Rồi cũng bằng vòng vòng xứ mình hả cô? Bằng xứ mình, chỗ nào ở mướn cũng mặn chứ ai kêu đâu mặn đó. Dạ. Yeah. Đã mình bằng mướn rồi tất nhiên phải đi mặn chỗ này chỗ kia rồi. Dạ dạ. Rồi cô chú là đi làm mướn như vậy suốt luôn, vậy mà là mình làm tới đâu mình ăn tới đó. Con xin lỗi. Dạ. Phải rồi. Rồi tới sau này là bao nhiêu năm rồi chú mới mất cô ha?
Thấy 20 mấy năm rồi ông mới mất, hôm nay nữa ông 21 năm rồi. Dạ, rồi lúc chú bị bệnh gì mất cô ha? Ông bị phổi. Dạ, là bệnh phổi hả cô? Ừ. Dạ, rồi khi mà chú mất rồi thì cô lại tiếp tục làm mướn nữa? Mần mướn nữa, vì mình không có đất đai mà chú, rồi mần mướn ăn. Dạ, rồi khi mà, rồi sao cô về đây, đây bên đây? Vì bà thấy khổ quá trời, bà mới kêu về bên đây ở. Dạ, là cho cô ở đậu ha. Người cất nhà này kia cho cô luôn hả? Cất nhà là mấy đứa cháu nó cho ra cho con nè. Dạ. Cất chứ không phải là của bà. Bà dạ. Mất qua đời hết rồi. À còn những người cháu là cháu của bà cô đó, bà gì đó. Cháu. Mới cho tôn. Thì con thấy nhà cô miếng tôn này miếng tôn kia tùm lum hết trơn. Đúng rồi, nó tới hai ba thứ luôn, tôn luôn. Kệ yêu cầu nó che nắng che mưa mình sống được rồi. Dạ. Rồi là nãy cô nói là cô bị bệnh gì đó, là bao lâu rồi cô? Ho thì cả năm nay rồi. Còn rồi bị sưng giò sưng cẳng thì chừng 10 ngày, mười mấy ngày nay rồi. Cái con nhìn thấy con gần nha. Ừ. Vậy cô đau không? Nó không có đau mà nó sưng vậy á. Mà nó sưng hả? Rồi sưng giò sưng. Rồi sưng cái bụng nữa. Rồi cô ăn uống gì được không? Ăn được, nấu nước, uống sữa, uống này uống kia chứ ăn được. Mình ăn vô nó... Nó không, cái miệng nó không muốn ăn. Bao lâu rồi cô? Cũng chừng cả tháng nay rồi. Mọi lần còn ăn được. Dạ. Trời ơi, là uống nước, cô ăn cháo rồi được không? Ăn thì chút đỉnh vậy thôi, chứ còn ăn nhiều ăn cũng không nổi nữa. Rồi ban đêm cô ngủ ngon không? Khi nó không ho thì ngủ được, mà ho vô trời lạnh, ban đêm ho nhiều hơn ban ngày nữa. À, trời lạnh lấy cái nó ho, mà lúc ho là ngủ không được. Uống được. Rồi ban ngày thì mệt rồi ăn uống không được. Thì nấu nước kiểu nước đường, nước sữa, nước này kia vậy cô ha. Vậy cũng... mà sống giờ nó ăn không được rồi biết sao giờ nói. Dạ. Phải chịu thôi. Nhưng mà cô phải đi khám bệnh mới được. Khám rồi giờ không có tiền chú ơi, muốn cũng muốn đi khám lắm mà không có tiền. Dạ. Cái này là khám gì chú Hai, khám tổng quát hả chú Hai hả? Cái này chắc chú Minh Viện khám tổng quát rồi chú ơi. Phải không cô? Mình đi khám tổng quát cho người ta biết, người ta nói mình bệnh gì. Mình bệnh gì chứ không thôi sao ta biết. Dạ. Giờ là trong mình không có tiền mà cũng muốn đi khám để biết cái bệnh gì cô ha. Đúng rồi. Dạ. Ở đây cô có kiếm được thuốc nam nữa không? Thuốc nam bây giờ mỗi lần còn lội nổi, còn kiếm ra nổi, giờ bệnh quá giờ lội hết nổi rồi. Ở đây có gần chùa nào người ta hút thuốc nam đó cô? Chùa dưới mà đi xe không chứ, mà muốn kiếm cái xe đi cũng tầng ngay lắm. Dạ. Có ông chạy xe đây nè, chạy không ôm nè mà kiếm không có. Dạ. Nhưng mà con cũng xin lỗi cái là khi mà cô không có nguồn thu nhập nào hết. Bây giờ là nãy cô nói với con là cô sống nương nhờ vào hàng xóm. Đúng. Nghĩa rồi. Là ngày ta cho gạo, ngày ta cho đường, cho nước tương, nước mắm gì đó. Rồi nhưng mà cái tiền hàng ngày mình xài thì sao cô? Thì có thì xài, còn không có thì mình ăn nước tương, có nước tương, nước mắm đó sẵn đó là ăn. Chứ giờ còn chờ gì nữa, có gì chờ bà con cho gì ăn đấy. Dạ, không được đưa dòng. Là mình không có tiền thì mình ăn nước tương, nước mắm. Đúng rồi. Dạ, bao lâu rồi cô? Cũng lâu rồi, có năm nay rồi. Dạ, là từ ngày mình không có làm nổi ha, là tới giờ. Con nghĩ là cuộc sống phía trước của cô nhiều cái vất vả, cái khó khăn lắm. Cô có nghĩ điều đó không? Nghĩ mà giờ phải chịu thôi, giờ biết sao giờ. Con ví dụ như ở tương lai phía trước, cô thì không có con đúng không cô? Đúng rồi. Không có con, chú thì đã mất rồi, cô thì không có con. Mà trong khi đó thì cô hiện giờ là bệnh trong mình nữa, không có làm gì được cả. Mà chưa biết là mình mắc phải cái căn bệnh gì mà nó sưng chân chân này kia. Đúng rồi. Đó, người mai này cô không có làm được việc gì, cô không kiếm được tiền giống như khoảng thời gian phía trước hồi đó giờ đó. Ai sẽ là người nấu cháo cho cô ăn? Gắn lết chứ bây giờ còn lết nổi thì gắn lết, tới nào lết hết nổi thì thôi chứ bây giờ biết làm sao vậy. Có khi nào cô nghĩ nằm đêm mình suy nghĩ tới cái quãng đời phía trước của mình vậy không? Không có suy nghĩ chú. Lúc đó cô nghĩ điều gì cô nói cho con nghe đi. Nghĩ khi mình bệnh hoạn không có chồng con, không có con cái gì hết trơn, rồi bệnh hoạn xuống không ai lo. Thì con cháu thì nó thương mình, nó cho ăn bữa nay, ngày mai nó không cho ăn cũng không biết được.
cho ăn lúc nào thế lúc nấy. Đúng rồi, người ta có dư hôm nào người ta gặp mình đó cho bữa đó. Đúng rồi. Bữa nào người ta không gặp mình hoặc là người ta đi làm đâu đó người ta không có về thì ngày đó mình chờ ai bây giờ cô ha. Đấy. Có con thì còn chờ con, ví dụ đi làm thành phố làm Bình Dương thì cũng Tết về, lễ về như nào đó cũng có gọi là hy vọng để chờ con cháu về để có một cái nguồn tiền nào đó mình sống lây lất được. Còn cô không biết chờ ai. Đúng không cô? Đúng rồi. Nếu như ngày xưa cô có một đứa con á thì bây giờ cô không phải khổ như vậy. Mình cô giờ bệnh nữa thì muốn đi làm cũng làm không được. Mà không nổi. Dạ. Mỗi lần bệnh còn mình hơi nổi nổi riết rồi xong rồi nó xuống làm thôi, xuống sức đi mình xách một lơ mà ca nước mà xách còn không muốn nổi nữa, biết người sao. Với lại trong cái chỗ nấu của cô, rồi từ cái chỗ nấu của cô, rồi từ cái những chế độ dinh dưỡng ăn uống hàng ngày, cô ăn uống thiếu thốn nữa. Cô chia sẻ với con khi nãy là không có tiền thì ăn nước tương nước mắm. Đúng rồi. Dạ, có khi nào mình hết gạo luôn không cô? Cũng có khi hết. Rồi lúc đó sao cô? Thì mượn. Dạ. Mượn rồi tới nào mình có mình trả lại. Dạ. Rồi cũng như là mình đi mượn rồi người ta chờ ai cho vậy đó, rồi mình có mình mới trả lại. Ở đây nhà nước rồi nó có cho gạo cô không? Không có cho. Dạ. Nhà nước chùa đồ này kia cũng có cho cô ha. Nhưng mà nghĩa xin thưa cô chú anh chị thì hôm trước cũng có một hoàn cảnh bà cụ bà ba ở bên Hậu Giang cũng sống một mình. Con thì cũng có chồng xa rồi không có về biển biệt 5 năm vậy đó. Bà cụ cũng sống nương nhờ hàng xóm thì chờ ai cho gì để mà nhận cái đó. Không cho thì bà cụ, bà ba bà uống nước lã rồi vô ngủ trừ cơm đó cô. Cô có khi nào có ngày đó không? Cũng có. Cái ngày không có gạo. Cái ngày không có gạo bây giờ mượn liếc mình sợ người ta không cho. Dạ. Thì phải kiếm nó uống nước rồi đỡ rồi nó ngủ ăn uống cho nó lo cái bụng đi ngủ. Dạ. Chứ giờ mượn ai giờ không có, đây tao không có cho rồi sao giờ. Người ta cho cô mượn là cho tình nghĩa. Đúng không cô? Đúng rồi. Cho tình nghĩa chứ thật ra con xin lỗi quý ông bà cô chú đôi khi là mình không có lúa người ta không cho mình mượn gạo. Không phải rồi, chú nói cũng đúng lắm. Dạ. Có khi nào cô lại mượn người ta không cho cô mượn không? Cô không dám mượn, cô khổ cô không dám mượn ai chứ. Có khi mà không có gạo rồi đói đế gì lắm cô mới dám mượn, chứ còn không tiền là cô không dám mượn. À, tiền là không dám mượn ha. Mình mượn, mình không có tiền mình trả người ta. Dạ. Có thì ăn, không có thì thôi. Dạ. Còn gạo thì đói quá thì phải hỏi, gắng hỏi. Dạ. Trời ơi, cô nói nghe đau lòng cô chú anh chị, gạo tiền thì không dám mượn, gạo thì đói quá thì gắng hỏi. Nhưng mà ý là con hỏi cô có khi nào mình đi hỏi mượn gạo người ta không cho không cô? Cho. Cũng cho ha. Dạ. Cũng được cái gọi là tình làng nghĩa xóm cô chú anh chị. Khi thấy cô khổ quá mà không có gạo ăn thì bà con cũng cho mượn hoặc là cho. Rồi, nhưng mà đồ ăn thì chịu. Rồi từ cái ngày mà cô nghỉ làm tới giờ thì chỉ ở nhà thôi, cô có đi kiếm rau kiếm gì được không cô? Lội đâu nổi, lội chút xíu là thấy mệt trong người rồi. Dạ. Lội không nổi. Là chỉ nước tương, nước mắm, nước tương, nước mắm quanh năm vậy, suốt một năm nay vậy đó cô hả? Sống vậy chứ sống làm sao, cách làm sao, giờ không có, mà phải chịu thôi chứ ngay rau hay đồ đi không nổi, đi xa quá không nổi. Con hỏi cô này, có khi nào trong miệng mình, trong mình có thèm ăn cái gì không cô? Không biết thèm gì, đợt này đau, đợt này không có thèm gì hết trơn luôn. Trời ơi, vừa là trong mình không muốn ăn gì ăn là hết? Không. Cô có nghĩ là tương lai phía trước cô khổ lắm không? Biết chứ, nhưng mà bây giờ phải hoàn cảnh thì phải chịu thôi chứ biết sao giờ chú. Cô có muốn đi khám này không? Muốn mà không có tiền. Cô xin đi, xin quý ông bà cô chú đi. Cô chú. Cô chú ơi, tôi khổ quá, cô chú làm ơn làm phước cho tôi xin tiền, tôi trị bệnh. Khổ quá, khổ rồi. Không có con, không có chồng con gì hết trơn, cô đơn. Đức ruột cô chú anh chị, khi mà được chú Hai dẫn tới đây con, cô chú anh chị thấy cái chỗ nấu của cô đó,
thì cô bị bệnh mà, với lại cô là phụ nữ nữa, cô đâu thể nào mà mạnh dạn mà làm được cái chạy gọng gãy để mình nấu cô ha. Còn ở trong nhà thì những ngày mưa đó, mưa lùa gió tạt thì cô phải ngồi chờ tạnh mưa mới ngủ được. Mà nhỡ mưa cả đêm, có những ngày mưa dầm, cô chú anh chị ở Việt Nam thì tháng 6, tháng 7 đó chú hai, tháng 7 mưa dầm, mưa cả đêm thì cô phải ngồi cả đêm cô hả? Đúng rồi. Còn gạo thì một câu nói của cô mà thật sự làm cho con rất là đau lòng. Bữa nào mình đói quá mình gán đi mượn người ta, chứ cũng biết rằng mượn người ta cũng khó khăn, cái mình không có cái gì để mình gọi là giống như câu mà người ta nói không có lúa mà không có ai cho lúa, không ai cho mượn gạo. Dạ. Giờ gán thì đói quá thì gán đi hỏi bóp bụng hỏi, chứ còn tiền thì không dám. Mình đâu biết có cái giờ nào mình có tiền mình trả người ta. Là trong một năm nay, suốt cả một năm là cô không có nguồn thu nào hết? Không có mặn gì vô đồng bạc nào chứ. Với lại tuổi cô này chưa đủ tuổi để nhận cái tiền người cao tuổi. Đúng rồi. Dạ. Có một bà cụ con quay con hỏi bà cụ là: bà ơi, bà cũng chia sẻ con là bà không có tiền, con hỏi bà chứ thường là không có tiền khoảng bao nhiêu ngày? Bà nói cả tháng luôn đó. Có khi đôi khi cả tháng trong mình không có đồng nào luôn. Cô có vậy không cô? Cũng có khi có, khi không. Dạ. Khi nhầm khi nó cho vài chục, trăm. Dạ. Khi nó không cho. Rồi những lúc cô, con hỏi cô này, cô bệnh gì là cô phải uống thuốc hả? Uống thuốc á. Nó cho là không có dám mua gì ăn hết trơn, để tiền mua thuốc uống. Dạ. Rồi cũng nghĩ là còn gặp ai đó, con cháu xây láng giềng có cho tiền là để dành đó. Dành đó chứ không dám ăn uống gì hết. Rồi để dành mua thuốc uống. Mà những lúc mà cạn kiệt không còn tiền luôn thì phải chịu nhịn thuốc luôn. Đúng rồi. Nhưng mà biết trong mình bệnh nhiều cô ha. Biết. Mình thấy con người mình nó yếu, nó xuống sức là biết bệnh nhiều rồi. Chứ mà lần mà bệnh còn đi mần qua bển rửa chén đồ bán tiếp nó bán nổi. Dạ. Biết rồi, giờ thấy nó kêu thôi mần ta mần nổi rồi. Hồi đó cô làm vậy một ngày người ta trả cho cô bao nhiêu? Có 50-60. Dạ. Ngày được 50-60 cũng như là mình bằng giờ ấy cô ha, phải không cô? Bằng nguyên ngày luôn vậy đó. Cô nguyên ngày có 50-60 hả? Kệ nó kệ đi, con cháu nó cho nhiều ăn nhiều. À. Rồi lúc đó nhưng mà vẫn có gọi là cái nguồn tiền ra vô hàng ngày. Có tiền vô hàng ngày cũng đỡ. Nhưng mà từ ngày nghỉ rửa chén tới giờ là khánh kiệt luôn. Khánh kiệt luôn, không có tiền. Cô có mong ước điều gì ở phía trước của cô? Giờ có mong ước xin tiền của đồng cộng đồng mạng bằng trị bệnh thôi, chứ không có gì hơn, xin cái gì hơn nữa. Xin tiền trị bệnh. Nhưng mà khi cô trị bệnh xong, cô quay về lại tiếp tục cuộc sống như vậy nữa? Thì khỏe mình thì người ta mướn cái gì mình mượn nấy. Cô có từng nghĩ mình đi bán vé số không cô? Đi bán là không nổi. Ý là khỏe lại rồi á? Có biết nó khỏe luôn không hay là đi là không nổi, mình chưa có chắc cái chuyện đó, chưa chắc được. Con nói cô nghe nè, cái bệnh, cái gọi là tâm bệnh á, là cô phải có một cái niềm tin, cái hy vọng ở phía trước. Ví dụ ngày hôm nay hữu duyên được ông bà cô chú anh chị kênh con có gửi yêu thương để cô đi đến bệnh viện cô khám, cô biết được cái mình mắc phải căn bệnh gì, con ví dụ nha. Đó, còn được cái nguồn tiền đó thì cô trị dứt điểm, hoặc là cô đi uống thuốc nam như thế nào đó, phước chủ mai thầy nó sẽ hết mình luôn, hết bệnh. Thì khi mình khỏe lại, khỏe giống như chú hai vậy đó thì khỏe giống như chú hai vậy đó thì cô đi bán vé số nè. Mình tự chủ mình, một ngày 50 tờ cô cũng được 50 ngàn đó cô. Chú dành đi bằng từ thiện đó Nghĩa ơi. Dạ. Yeah. Được không cô? Chứ ở đây thì con nghĩ thì cô đang ở đậu đất của bà con thì mình không thể chăn nuôi gì được, tại ảnh hưởng tới bà con nữa. Thì con không có khuyến khích cô là chăn nuôi, nhưng mà con nghĩ là có thể cô cầm một cọc vé số vậy nó cũng nhẹ, mà chỉ có cái mình lội đi thôi. Sáng lội xuống chợ mình đi vòng vòng, đã thương mình mà, người ta sẽ mua ủng hộ mình cô ha. Chứ thường thì ông bà cô chú anh chị kênh con á, muốn con đi đến những ông bà cô chú như cô vậy nè, sau khi con đến con gửi những yêu thương đó thì ông bà cô chú cũng có một cái nghề hoặc là một cái việc làm nào đó để lo cho cuộc sống của mình ở phía trước nữa. Tại của cô còn dài, năm nay mới 71 tuổi hà, còn 30-40 năm nữa. Rồi cô phải sống như thế nào khi mà cô cứ chờ mãi thì bà con làng xóm người ta có thì người ta cho thôi, còn không có đâu ai cho cô đâu. Đúng rồi. Dạ.
những ông bà cô chú mà sống một mình về khổ lắm cô chú anh chị. Khi nhưng mà cô đây thì phải mắc khỏi bệnh á, mà mình đôi khi làm những công việc gì đó có tiền có thu nhập ra vô để mua thuốc đó, thì gọi là cũng đỡ những cơn đau. Còn như cô thì những ngày không có tiền phải nén đau để mà chịu, rồi chờ ai đó có tiền mới cho mình mới mua thuốc cô ha. Cuộc đời cô là một chuỗi ngày đau khổ, cô có thấy điều đó không? Thấy. Dạ. Bây giờ không phải gắng cho biết sao giờ, mình nên thì sống mình nên cho biết sao giờ. Dạ. Cái ngày mà cô cho chú mất á, là lúc đó cô bao nhiêu tuổi cô? Lúc đó chắc 52 tuổi, 51. Dạ. Trước được điều gì cũng không biết, trước điều gì không biết được ngày mai cô ha. Nhưng mà của cô thì nãy con hỏi câu hỏi đó là con nghĩ là như cái thời còn lúc còn trẻ thì kiểu như cô sinh một bé nào để về nuôi thì cũng sống hữu hỷ rồi để lo cho cô. Thì mình đi mà củi bằng đuốc ở dưới gừng xong rồi mà ổng đi làm mình làm chứ để mình nên ta làm mình ăn sao, phải mai chồng làm hết. À cô đi làm củi dưới rừng hả? Là sao cô? Thời gian cũng có đi xuống rừng bằng củi ở dưới rừng bằng củi đước bán cho mà cho tụi ấy dưới đó thành ra ở dưới thời gian thì là mình vô mình chặt củi. Đâu có mình mướn cái luồng đó. Rồi mần xong rồi mình đốt cây, đốt nhánh hết trơn rồi mình trồng lại mình trả lại nó. Là mình mướn nguyên một cái khu đất ví dụ là 10 công. Cái mình đốn cây, đốn nhánh mình bán. Xong cái mình đem cái cây con mình trồng lại mình trả cho người ta giống như ngày cũ vậy đó. Đó đúng rồi. Dạ, rồi vậy có lời không cô? Cũng có ăn qua ngày vậy thôi chứ cũng lời lớn gì. Dạ là hồi đó mình đi ghe cô ha. Đi ghe. Là cô với chú ngày xưa làm công việc đó. Thì thấy một cái cánh rừng nào đó mình lại mình thuê mình mướn hết vậy mão hết nhiêu đó. À con hiểu rồi. Còn những ngày mà cô nói cô móc lúa là lúc chú mất lúa là sau này ông mất rồi mới đi móc lúa. À. Đi tùm lum hết trơn, đi qua tuốt bên đồng bên bản gì tùm lum hết trơn, chỗ nào không có đi chứ. Lời... Lúc đó mình còn nhỏ mạnh, yeah. Đi nổi. Giờ... Móc xong cái mà nãy cô nói một ngày được con táo là 20-21 kg đó. Ừ. Rồi cô dắt về hả? Lúc dát đó cô có nhà này chưa? Ờ, có nhà ở, tôi ở lum hết trơn à, ở trước nữa. Nó cho ở trước rồi sau này... Trước nhỏ này nó bán nhà rồi nó bán đất rồi mới đưa trở về bên đây lại. Yeah. Một lần hồi đó ở đây. Yeah. Là ý là hồi đó cũng có cái căn nhà vậy rồi. Ừ. Là mình móc lúa mình đem về. Rồi mới đi lại nhà máy mình trà ra gạo mình ăn. Dạ. Ừ. Yeah. Trời ơi. Nhưng mà móc lúa thì tới mùa mới móc được. Thì bởi vì đâu có móc hoài như lúc nào có lúa thì mình móc, còn không có mình vận chuyển khác. Yeah. Chặt củi bán. Yeah. Làm đủ thứ hết trơn. Có tiền là làm. Cái nào có tiền là làm được là làm. Con nói cô nghe nè, hồi nãy con chạy từ Vĩnh Long xuống đây, con thấy ở gần đây nè, lúa gần chín vàng hết rồi. Gán đi chị Bình ơi, về bữa con cô đi móc lúa. Để vô tôi móc lúa chị ơi. Theo bờ tôi nhắc lúa luôn. Nha, cô phải gán lo chị Bình, cô đừng có sợ, đừng có nghĩ. Tại vì tâm bệnh á, nó sẽ làm ảnh hưởng cho sức khỏe mình lắm. Cô đừng có bi quan ở phía trước. Ví dụ cô nghĩ là tôi bệnh nặng quá, tôi nhiều quá, tôi sợ tôi chưa không có chị hết, không ai cứu được tôi hết trơn á. Từ đó bệnh cô sẽ nặng thêm. Mà cô phải hy vọng ở phía trước cái tương lai mình nó tươi sáng. Tôi đi đến đây ngày mà nay tôi khám ông bác sĩ đó, ông nói tôi về uống thuốc tôi sẽ hết. Rồi cô phải sẽ khỏe khỏe mạnh lại. Còn để làm để kiếm tiền, lo kỳ cẩm tích lũy gì đó, để sau này lớn tuổi rồi có tiền con cháu người ta nuôi mình. Không có tiền. Không có tiền không ai nuôi mình đâu. Con tính nói câu đó đó. Đúng không cô? Đúng rồi. Dạ. Nhiều bà cụ khổ lắm, không có tiền, không có người nuôi. Thì luôn đợi giờ vậy đó, tiền đâu mới nuôi, không tiền đâu không nuôi. Dạ. Bệnh thì vô nhà thương nằm ơn. Dạ. Thì đất không nổi thì mượn người ta xin cháo, xin nước thì mượn trong nhà thương người ta xin. Dạ. Còn không có tiền thì ở nhà giống như cô. Đúng rồi. Dạ. Phải chịu thôi. Dạ. Nhưng mà cô không ăn gì vậy, cô uống nước vậy, cô không đói hả? Trong bụng nó không biết khối là gì chứ. Thì nó sưng cái bụng với cái hai cái giò, cặp giò. Là cô nói sưng 10 ngày rồi đó hả? Ừ. Cái bụng cũng sưng luôn. Bụng sưng.
Là từ 10 ngày đây chỉ biết sưng thôi, cô thấy cái bụng mình có bị đau không? Nó ho thì sao nó làm thấy nó đau dưới này nè, đau dưới lồng bụng á. Mỗi lần thì nó ho chứ nó không có đau, bây giờ nó đau, từ chừng 10 ngày nay đau. Mới đầu thì nó không đau. Không. Giờ khoảng 10 ngày bắt đầu nó đau, có nghĩa là cái triệu chứng đã nặng hơn. Đúng không cô? Rất dị quá. Cũng như mới đầu nó sưng ít rồi ngày nó bự bự ra, rồi lúc đầu nó không đau, từ từ nó đau. Rồi cái chân cũng vậy, nó cũng sưng ngày nó bự ra. Nhưng mà triệu chứng mà sưng bụng sưng chân thì con cũng không biết bệnh gì, mà con nghĩ là rất là nguy hiểm, con phải đi gấp rút đi khám để mà biết mình bệnh gì để mình trị. Đúng rồi, phải đi khám mới biết chứ, tự nhiên uống ngoài hoài cũng không biết. Dạ. Uống đại đau quá, uống mẹ nó chứ giờ không dư không có tiền rồi đâu có đi được đâu. Dạ. Thì phải chịu thôi, muốn qua cho anh sống qua ngày đi. Dạ. Để con xin tiền quý ông bà cô chú anh chị con gửi cho cô đi khám bệnh nha. Ừ. Cô vui không khi con vui. Nói điều đó? Vui ha. Vui. À, con xin thưa quý ông bà cô chú anh chị, thì hôm nay con được chú Hai dẫn con đến đây để thăm cô ba đây. Biết được cô thì sống một mình, không con, chồng cô cũng đã mất rồi. Hiện giờ cô mang phải căn bệnh sưng bụng, sưng chân đó. Nhưng mà không có tiền để đi khám bác sĩ, cũng chưa biết là bệnh gì nữa cô chú anh chị. Con xin phép quý ông bà cô chú anh chị, con xin trích cái tiền quỹ của quý ông bà cô chú anh chị gửi con này, con gửi cho cô để cô đi khám bệnh nha. Nếu mà có tiền cô định khám ở đâu? Khám ở Nga Năm chú ơi. Nga Năm dưới này ha. Ừ. Dạ. Con cũng để con xin tiền rồi con gửi cho cô rồi cô lo đi, cô đi khám bệnh nha. Yeah. Cô con cũng xin lỗi ông bà cô chú là do cô không có cái bàn vậy cho nên con xin lỗi cô nha, con để dưới đây nha. Dạ. Tại nhà cô không có cái đồ để cô chú anh chị. Đầu tiên con xin phép con gửi cô món quà của gia đình cụ bà 100 tuổi ở nước Mỹ á. Trong đó có cô Mai, cô Yến, cậu Khánh, em Hưng. Đây là cái sâu chuỗi để con đeo cho cô nha. Để cô được vạn sự bình an, Phật trời phù hộ cô nha. Dạ. Yeah. Tiếp theo thì con xin phép con gửi cô cái máy nghe kinh nè. Trong đây có 5 câu niệm Phật với chú Đại Bi. Để ban đêm mà cô nghe. Ở con mình nghe, Phật trời phù hộ mình. Nè, cô bắt cô đẩy lên vậy nè. Đó, ban đêm mình bắt mình nghe hay cho quá. Tâm bình an nghe cô. Khi cô chuyển bài thì cô ấy này qua. Rồi cô nhận đi. Cảm ơn chú nhiều lắm nha. Dạ, để hồi con trao hết cho cô rồi cô cảm ơn nha. Ừ. Đây là cái hộp sữa của dì Lê ở thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng cho cô. Giờ là mình ăn cơm không được đúng không cô? Dạ. Uống sữa bữa sáng đó. Ừ. Nấu nước giống như nãy vậy đó. Cô pha 2-3 muỗng rồi cô quậy đường cô uống. Nha. Ừ. Của dì Lê ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Còn đây là món quà của bác Thi 94 tuổi, mẹ chị Vân Nguyễn, con ngửi thơm không? Thơm quá. Xà bông. Dạ. Đây là chai dầu xanh với cục xà bông để cô gội đầu, dầu xanh để cô sức nha, nãy giờ con thấy cô sức dầu hoài luôn đó. Dạ. Để xong cái video con mở con chỉ vô cách mở chai dầu này của bác Thi 94 tuổi ở nước Mỹ, mẹ chị Vân Nguyễn. Này con gửi cô. Người đắc cái nào cô quên, chú nhắc giùm em, nhắc luôn cảm ơn từng người. Dạ dạ dạ. Dạ. Còn đây là thuốc của chú Minh La với cô Năm ở nước Mỹ đó. Cái này là thuốc trị nhất, trị tiểu đường, trị này kia. Rất là nhiều bệnh. À, đúng rồi, tôi có tiểu đường nữa đó. Dạ. Thì cảm ơn nhiều lắm ha. Cô chú Minh La với cô Năm. Còn cô đọc chữ được không? Không đọc được, ngửi mấy cháu đọc nữa, nó chỉ đọc. Nhưng mà thuốc này sao? Chỉ mỗi ngày được cô. Thôi cái này con giữ lại đi. Con gửi cô cái bịch thuốc sáng mắt thôi. Thuốc này vitamin A là chị sáng mắt cô á. Mắt cô thấy rõ không? Thấy không có rõ xa dùm, thấy không cái rõ. Này là của chị Diệp Phạm, còn mấy thuốc này thì sợ mình không biết chữ mình dùng nó không có tiện lắm, con xin phép con giữ lại. Đó là những món quà của ông bà cô chú gửi cho cô, gồm có chuỗi, rồi máy nghe kinh, dầu xanh, xà bông cũng như sữa. Rồi để con xin tiền ông bà cô chú con gửi cho cô để cô đi khám bệnh nha. Cô có định ngày nào đi khám bệnh không, nếu bữa nay con xin tiền con gửi cho cô? Sáng đi quá. Sáng mai đi hả? Dạ. Đầu tiên thì con xin phép con gửi 1.000.000 đồng của chị Thúy ở bên nước Mỹ á, gửi cho cô. Cái này của chị Thúy nha. 500
1 triệu. À, con xin phép con gửi cô món quà của cô Minh Nguyệt, gửi cho cô 500.000. Chị Phượng ở Oklahoma gửi cho cô 500.000. Một mạnh thường quân giấu tên bên nước Mỹ gửi cho cô 500.000. Cô Bằng ở nước Mỹ gửi cho cô 500.000. Rồi cô Bằng, cô Hai, nãy là cô Bằng này riêng, rồi cô Bằng, cô Hai là gửi cho cô 500.000 nữa. Cô Hằng ở nước Mỹ gửi cô 500.000. Cô Thu ở nước Mỹ gửi cho cô 500.000. Chị Tư Dương Châu Trần gửi cho cô 500.000. Chị Mười Hứa ở nước Mỹ gửi cho cô 500.000. Gia đình bác Kim Thành Xuân ở nước Pháp gửi cho cô 500.000. Cụ ông Trần Văn Điệp, cụ bà Nguyễn Thị Gồng gửi cho cô 500.000. Là ông bà cụ này ở nước Mỹ nha cô. Anh chị tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở nước Mỹ gửi cô 500.000. Chú ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng gửi cô 200.000. Chị ở Tam Bình, Vĩnh Long gửi cho cô 200.000. Đó là tất cả những món quà hôm nay con xin của ông bà cô chú con gửi cô. Thứ nhất là quà để cô dùng, còn tiền để cô đi khám bệnh. Cô có muốn nói lời gì với quý ông bà cô chú Mạnh Thường Quân không? Tôi cũng xin cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho tôi. Lúc này tôi bệnh hoạn mà giúp đỡ cho tôi cũng cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Khi lúc ngặt, lúc khó như vậy được chú Hai dẫn con đến, ông bà cô chú anh chị bên kênh con biết được hoàn cảnh của cô, con xin trích về tiền quỹ con gửi cô vậy đó. Cảm xúc của cô lúc nào cô chia sẻ với quý Mạnh Thường Quân với kênh cũng, con đi. Con cũng mừng lắm, con cảm ơn, rất cảm ơn nhiều Mạnh Thường Quân với mà mấy người nước ngoài. Con gia đình con không có cha có mẹ hết trơn, con khổ quá, giờ nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ con rất cảm ơn. Dạ. Con cũng xin con chia sẻ với cô một vấn đề nhỏ vậy thôi. Con xin lỗi cô nha, trước khi hỏi con sẽ xin lỗi cô. Nếu ngày hôm nay con chưa tới, chú Hai chưa dẫn con tới, con chưa gặp cô á, khi cô có định khi nào cô đi khám bệnh không? Chưa có tiền, không có tiền, không có tính được. Có tiền mới tính được, không tiền đâu có biết tiền nào đi được. Là cũng phải 5 triệu vậy đó. Đúng rồi. Nhưng mà chân thì một ngày sưng nhiều hơn, cái bụng thì ngày nó bị đau. Ho nó mới đau, còn không ho thì nó không đau, nó ho vô cái là nó làm thấy nó đau á trong bụng. Dạ. Mỗi lần á thì nó không có đau, có 10 bữa, hơn 10 bữa nay nó đau quá, từng đau luôn. Dạ. Cố gắng đi khám bệnh để cho mình biết mình bệnh gì, xong rồi về tìm cái hướng điều trị, một cái liệu trình nào đó trị cho nó dứt điểm căn bệnh của cô là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì có sữa của dì Lê. Sữa này hôm trước con gửi cho ông bà cụ bị, giống như con xin lỗi là thiếu dinh dưỡng đó. Thiếu dinh dưỡng lâu năm đó, là do bà cụ, ông bà cụ đó uống nước lã nha, trừ cơm đó. Ăn cơm với nước lạnh đó. Thời gian bị ốm yếu gầy mà uống hết một hộp sữa là ông khỏe lại, ăn được. Nên cô cố gắng nha. Con chúc cô nhiều sức khỏe. Ngày mai đi khám bệnh thì sớm bình phục bệnh của mình. Đi chị sớm bình phục bệnh. Con cũng xin thay mặt cô ba, con xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị, quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã gửi yêu thương ngày hôm nay đến cô ba. Con xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị, quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Con xin nguyện cầu ơn trên ban bố phước lành cho ông bà cô chú luôn mạnh giỏi, bình an, làm ăn phát tài, để luôn đồng hành cùng con trên bước đường thiện nguyện và đến với những hoàn cảnh gặp khó khăn như cô đây. Cô vui không? Dạ vui. Dạ vui. Hồi nào giờ có ai cho không? Có ai cho được vậy đâu. Bây giờ nhờ Mạnh Thường Quân cho mừng quá. Dạ. Có tiền đi trị bệnh nè. Có tiền đi trị bệnh rồi. Hết bệnh mới đi mừng được. Mừng, muốn mừng gì cũng mừng không được. Bực bội gì đâu á. Dạ. Cố gắng nghe cô. Cố gắng hết bệnh rồi đi bán vé số đi. Ngày nào đi gặp chú Hai, kêu chú Hai mua tờ. Thế hả chú Hai? Dạ. Dạ, thưa quý ông bà cô chú anh chị, đó là nội dung video ngày hôm nay con xin gửi đến quý ông bà cô chú anh chị. Con xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và bình an trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở video tiếp theo. Dạ.